Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 92 sách giáo khoa bài 21 địa lý 12. Câu 1. Nền nông nghiệp nhiệt đới có những thuận lợi và khó khăn gì? Hãy cho ví dụ chứng minh rằng nước ta đang phát triển ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới. Gợi ý trả lời. Những thuận lợi đó là Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hóa rõ rệt, ảnh hưởng đến cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp. Trung du và miền núi có thế mạnh trồng cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn. Ở đồng bằng thuận lợi trồng cây ngắn ngày, thâm canh tăng vụ và nuôi trồng thủy sản. Những khó khăn là tính bấp bênh của nông nghiệp nhiệt đới, khó khăn cho phòng chống thiên tai, sâu bệnh hại cây trồng, dịch bệnh đối với vật nuôi. Tính mùa vụ khắc khe trong sản xuất nông nghiệp chứng minh rằng nước ta đang phát triển ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới. Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp với các vùng sinh thái nông nghiệp. Cơ cấu mùa vụ có những thay đổi quan trọng với việc đưa vào các giống cây ngắn ngay, chịu sâu bệnh và có thể thu hoạch trước mùa bão lũ hay hạn hán. Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ đẩy mạnh hoạt động vận tải áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản. Việc trao đổi nông sản khắp các vùng trong cả nước nhờ thế mà hiệu quả sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng. Đẩy mạnh sản xuất nông sản xuất khẩu, rau cao cấp, vụ đông xuân xuất khẩu sang các nước cùng vĩ độ, hoa quả, đặc sản nhiệt đới của các vùng miền, các loại cây công nghiệp cho giá trị cao. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 92, sách giáo khoa, bài 21, địa lý 12, Câu 2. Hãy phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa. Gợi ý trả lời. Những nét khác nhau cơ bản đó là một Về quy mô. Nền nông nghiệp cổ truyền thì sản xuất nhỏ, công cụ thủ công. Còn nền công nghiệp hiện đại thì sản xuất quy mô lớn, sử dụng nhiều máy móc. 2. Hiệu quả mang lại. Nền nông nghiệp cổ truyền cho năng suất lao động thấp, còn nền nông nghiệp hiện đại cho năng suất lao động cao. 3. Phương thức canh tác Với nền nông nghiệp cổ truyền thì sản xuất tự cung tự cấp đa canh là chính. Còn với nền nông nghiệp hiện đại thì sản xuất hoàng hóa, chuyên môn hóa, liên kết nông công nghiệp. 4. Tiêu thụ sản phẩm Với nền nông nghiệp cổ truyền thì người sản xuất quan tâm nhiều đến sản lượng. Còn nền nông nghiệp hiện đại thì người sản xuất quan tâm nhiều hơn đến lợi nhuận. 5. Phân bố Đối với nền nông nghiệp cổ truyền thì có ở nhiều nơi trên cả nước, tập trung ở các vùng còn gặp nhiều khó khăn. Còn nền nông nghiệp hiện đại thì có ở nhiều nơi ở trên một số vùng, tập trung ở các vùng có điều kiện thuận lợi. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 92, sách giáo khoa, bài 21, lịch sử 12, câu 3. Cho bản số liệu sau, hãy phân tích bản số liệu để thấy rõ đặc điểm cơ cấu trang trại của cả nước và hai vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, nhận xét và giải thích về sự phát triển của một số loại trang trại tiêu biểu ở Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long năm 2006. Gợi ý trả lời. Ở Đông Nam Bộ, trang trại trồng cây công nghiệp lâu năm chiếm tỷ trọng lớn nhất, có điều kiện thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp lâu năm. Tiếp đến là trang trại chăn nuôi, nguồn thức ăn thuận lợi và nhu cầu thực phẩm rất lớn của các trung tâm công nghiệp và thành phố lớn ở đồng bằng sông Cửu Long. Trang trại nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ trọng lớn nhất, có nhiều điều kiện cho nuôi trồng thủy sản. Tiếp đến là trang trại trồng cây hàng năm, phát triển dựa trên các điều kiện thuận lợi về đất đai, khí hậu và nhu cầu. Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp Gợi ý trả lời câu hỏi trang 97, sách giáo khoa, bài 22, địa lý 12. Câu 1. Tại sao nói, việc đảm bảo an toàn lương thực là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp. Gợi ý trả lời là vì giải quyết vấn đề lương thực cho cả nước, tạo điều kiện để phát triển ngành chăn nuôi, đưa ngành chăn nuôi lên thành ngành sản xuất chính, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nguồn hàng xuất khẩu có giá trị như lúa, gạo, rau quả nhiệt đới, đảm bảo an ninh lương thực, tạo điều kiện cho việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 97, sách giáo khoa, bài 22, địa lý 12. Câu 2. Chứng minh rằng, việc đẩy mạnh sản xuất, cây công nghiệp và cây ăn quả góp phần phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới nước ta. Gợi ý trả lời. Việc phát triển sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả góp phần đa dạng hóa các sản phẩm trong nông nghiệp và đa dạng hóa cơ cấu cây trồng. Các cây công nghiệp, cây ăn quả ở nước ta chủ yếu là cây nhiệt đới. Ngoài ra còn có cây cận nhiệt đới, như vậy đã góp phần tạo ra các sản phẩm đặc trưng có giá trị xuất khẩu. Các cây công nghiệp, cây ăn quả đã hình thành vùng chuyên canh, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy mô lớn. Các cây công nghiệp ngắn ngày còn tạo điều kiện cho việc sen canh, luân canh. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 97 sách giáo khoa, bài 22, địa lý 12, câu 3. Dựa vào bản số liệu đã cho trong sách giáo khoa, hãy phân tích sự phát triển sản lượng và khối lượng xuất khẩu cà phê từ năm 1980 đến năm 2005. Gợi ý trả lời. Sản lượng cà phê tăng từ 8,4 nghìn tấn vào năm 1980 lên 752,1 nghìn tấn vào năm 2005, tăng gấp 89,5 lần do sự phát triển các vùng chuyên canh cà phê ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Sản lượng cà phê tăng mạnh từ khoảng năm 1995 trở lại đây do sự mở rộng mạnh mẽ diện tích cà phê và yếu tố thị trường. Năm 2005, sản lượng cà phê năm sụt giảm do tình trạng hạn hán kéo dài trong mùa khô. Khối lượng xuất khẩu cà phê tăng khá nhanh từ 4.000 tấn vào năm 1980 lên 912,7 nghìn tấn vào năm 2005, tăng gấp 228,2 lần. Khối lượng xuất khẩu cà phê lớn hơn sản lượng vì lượng hàng tồn kho từ vụ thu hoạch trước. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 97, sách giáo khoa, bài 22, địa lý 12, câu 4. Dựa vào bản số liệu đã cho trong sách giáo khoa, hãy phân tích sự phát triển của ngành chăn nuôi và sự thay đổi trong cơ cấu sản lượng thịt các loại qua các năm 1996, 2000 và 2005. Gợi ý trả lời, tình hình phát triển chăn nuôi đủ các loại như gia súc lớn, trâu, bò, gia súc nhỏ, lợn, gia cầm. Sản lượng thịt các loại không ngừng tăng năm 2005, gấp gần 2 lần năm 1996 và gấp 1,5 lần năm 2000. Trong các loại thịt tăng nhanh nhất là thịt lợn 2,1 lần, sau đó là thịt bò 2 lần, thịt da cầm 1,5 lần và cuối cùng là thịt trâu 1,2 lần. Sự thay đổi trong cơ cấu sản lượng thịt Cơ cấu sản lượng thịt các loại năm 1996 tổng số 100%, trong đó thịt trâu 3,5%, thịt bò 5%, thịt lợn 76,5%, thịt gia cầm 15%. Năm 2000 tổng số 100%, trong đó thịt trâu 2,6%, thịt bò 5,1%, thịt lợn 76,5%, thịt gia cầm 15,8%. Năm 2005 tổng số 100%, trong đó thịt trâu 2,1%, thịt bò 5,1%, thịt lợn 81,4%, thịt gia cầm 11,4%. Tỷ trọng sản lượng thịt trâu giảm từ 3,5% năm 1996 xuống còn 2,1% năm 2005. Thịt bò có tỷ trọng khá ổn định trong cơ cấu, 5% vào năm 1996 và 5,1% vào năm 2005. Sản lượng thịt lợn có tỷ trọng không đổi ở các năm 1996 và năm 2000 đều là 76,5%, sau đó tăng lên 81,4% vào năm 2005. Tỷ trọng thịt gia cầm tăng từ 15% vào năm 1996 lên 15,8% năm 2000, sau đó giảm xuống còn 11,4% năm 2005.